Dạ vâng, cửa hàng Nông Ngư Câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em, quý vị, các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Mà sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác và quý khách hàng hôm nay một lô máy cưa xích. Đó, lại lên tiếp thêm một lô để cho các bác nào mà theo dõi kênh cũng như là đã gọi điện hỏi cửa hàng chúng em quá nhiều và chờ đợi một thời gian rồi, thì hôm nay chúng em lại tiếp tục lên một lô máy cưa xích mới các bác nhé. Để cho các bác nào mà đang có nhu cầu cần tìm một chiếc máy cưa về sử dụng gia đình thì có thể tham khảo lô này các bác nhé. Hôm nay thì lô của cửa hàng chúng em gồm có 9 con ạ. 9 con máy cưa xích. Đa số hệ này là toàn hệ cưa gia đình thôi các bác nhé. Hệ cưa gia đình, và hôm nay thì cửa hàng chúng em ngoại lệ một tí xíu thì có lên thêm 2 chiếc máy cắt cỏ hiệu Echo Kyrit luôn ạ. Hai chiếc máy cắt cỏ dòng Nhật bãi các bác nhá. Và tổng cộng 9 con máy cưa xích, để cho các bác nào mà đang có nhu cầu cần tìm thì có thể tham khảo từ lô này. Lô máy thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó, hôm nay thì cả hai chúng em đánh dấu ký tự là lô C ạ. Lô C từ C1, C2, C3, C4. Đó, các bác nào vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em các bác nhá. Các bác chốt con nào ưng ý con nào, các bác không biết nhãn hiệu của tên cũng như là các bác không biết tên máy là như thế nào ấy ạ, thì các bác đọc giúp cho em cái mã này nhá. Ví dụ là các bác có ưng ý con này, con Estin 020 này, thì các bác đọc giúp cho em là con C1, là cửa hàng chúng em biết ngay là con máy gì để có thể dễ dàng tư vấn cho các bác cũng như là dễ dàng gửi cho nó đúng máy đi cho các bác nha. Đó, tránh tình trạng các bác là nói nó không rõ ràng cây máy ấy, thì cửa hàng chúng em rất là khó phân biệt, tại vì lên này là rất là nhiều hệ máy các bác nhá. Đây là cửa hàng chúng em đã đánh dấu ký tự hết rồi. C1, C2, C3, C4 này cho tới C9 ạ. Đó, và hai con máy cắt cỏ nữa là C10 và C11. Đấy các bác nhá. Đấy các bác, và cửa hàng chúng em là đã báo giá hết ở trên này rồi. Đấy, đã ghi giá hết ở trên này rồi. Và giá là cửa hàng chúng em đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhá. Đã bao gồm phí ship rồi ạ. Và tặng kèm phụ kiện, bộ phụ kiện bên em là gồm một tip mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh đối với máy cưa. Còn nếu mà các bác đặt máy cắt cỏ thì cửa hàng chúng em sẽ tặng cho bác là một con dao, một dây đeo, một ổ phát cương, đó, một chắn cỏ và một tip tháo buji các bác nhá, và một chiếc buji sơ cua. Phụ kiện của máy cắt cỏ rất là nhiều, cam kết cho các bác là tới đây các bác là chỉ việc xài thôi, đủ dùng hết từ A tới Z các bác nhá. Đấy, còn máy cưa thì cửa hàng chúng em sẽ tặng cho bác là một tip mở buji, một chiếc rũa với một tô vít chỉnh các bác nhá. Và giá là đã hoàn toàn ở trên này là cửa hàng chúng em đã bao gồm phí ship hết rồi các bác nhá. Rồi, để tránh đỡ làm mất thời gian thì cửa hàng chúng em xin đặt máy quay xuống giật test nổ, giới thiệu từng con một cho nó dễ dàng nhất các bác nhá. Dạ rồi, mở màn đầu tiên trong lô máy ngày hôm nay là một con C1 các bác nhá. Một con máy cưa hiệu Estin MS Germany, hàng bãi Đức, nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Con này là dòng Estin MS020 nòng 40mm ạ. Về cho các bác về khai thác tầm trung là quá ok các bác nhá. Công suất con này là gần 36cc. Nòng của nó là 40mm các bác nhá. Đó, một dòng máy cưa hệ Estin của Đức. Nó mở màn trong lô máy ngày hôm nay là một con máy hàng bãi Đức các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Con này là cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là C1. Giá con này là 3.500.000. 3.500.000 các bác nhá. Là để cửa hàng chúng em đo cây lam của nó xem nó là mặt cắt được bao nhiêu các bác nhá. Dạ, mặt cắt con này, cây lam mặt cắt con này nó là được 40 phân các bác nhá. Xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên. Đó, dòng máy cưa mang thương hiệu của Đức, nguyên zin nguyên bản, hệ Estin 020. Giá con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3.500.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhá. Rất thích hợp.
hợp về để cho các bác nào mà về sử dụng khai thác tầm trung. Đó, một chiếc gọi như là khai thác nhẹ nhàng đấy ạ. Con này thì đều có thể đáp ứng đủ các bác nha. Đó, còn tổng thể mấy lô kia thì về hệ sử dụng gia đình thôi. Riêng con này là cưa khai thác tầm trung các bác nhé. Giá 3.500.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship, đánh dấu ký tự là C1. Các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con này thì hãy báo cho cửa hàng chúng em là cái ký tự này các bác nhé. Cái ký tự đó là cửa hàng chúng em biết ngay con gì rồi, các bác không cần phải đọc tên máy làm gì ạ. Đó, cửa hàng chúng em đã đánh dấu ký tự trên lô máy rồi, nên là các bác chỉ cần đọc cái ký tự cho cửa hàng chúng em là cửa hàng chúng em biết ngay là các bác muốn đặt hàng con nào các bác nhé. Dạ vâng, qua tiếp con C2 là một con máy cưa tay dài hiệu Hitachi các bác nhé, được đánh dấu ký tự là C2. Giá con này là 2.050.000 các bác nhá. Máy móc thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Dòng thương hiệu Hitachi cực kỳ nổi tiếng luôn rồi. Đó, dòng cưa tay dài các bác nhá. Công suất của con này là 33cc. 33cc ạ. Để cả chúng em xích là xài xích chuột các bác nhá, xích chuột mini. Rồi cả chúng em xin phép đo con này xem là dạ, mặt cắt cây lam con này là được 35 phân các bác nhá. 35 phân có tích hợp núm bơm xăng tự định, núm bơm xăng đầy đủ luôn. Về cho các bác sử dụng rất là nhẹ nhàng. Cho con C2 các bác nhé. Một dòng cưa tay dài nhỏ nhẹ về cho các bác về sử dụng gia đình, cũng như là cắt tỉa dọn vườn nhà đồ linh kinh, các bác mà cầm mà đi rẫy đồ linh tinh nha, thì các bác lựa chọn con này thì cực kỳ nhẹ nhàng luôn các bác nhé. Đó, cực kỳ nhẹ nhàng. Con này thì khai thác không được nha, về sử dụng gia đình thôi ạ. Về sử dụng nhỏ gọn gia đình, cắt độ tầm khoảng lam như thế này đổ về thôi các bác nhé. Dạ rồi, qua tiếp là một con máy C3. C3 con này thì cửa hàng chúng em được đánh dấu ký tự là C3. Một dòng máy cưa Echocurit, dòng bãi Nhật, Echocurit 3000 các bác nhé. Con này thì công suất của nó là 30.1cc ạ. 30.1cc rất là nhỏ gọn. Lam mặt cắt là được 30 phân, xích là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhé. Mini nhỏ gọn, lam là mặt cắt là được 30 phân. Có tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác luôn, núm bơm xăng phụ. 30.1cc rất là nhẹ nhàng. Cân nặng em nghĩ là cả lam xích vào nữa thì con này chỉ khoảng 4 kg, gần 4 kg thôi các bác nhá. Cực kỳ nhẹ luôn ạ. Con này thì cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là C3, giá 1.800.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Rất là nhỏ gọn, nhưng mà con này được tích hợp cho các bác là hai ốc lam các bác nha. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 ạ. Đó, dòng thương hiệu Echocurit, giá lại cực kỳ hữu nghị cũng như là phải chăng. Đó, chỉ 1.800.000 là các bác đã sở hữu được một máy cưa Nhật bãi rồi. Cực kỳ bền bỉ, con thương hiệu Echocurit này thì nói chung là quá là gần gũi rồi, không còn xa lạ gì về thương hiệu này nữa rồi các bác nhé. Dạ vâng, qua tiếp là một con Shindaiwa. Shindaiwa các bác nhá, được ký hiệu là C4. Giá con này thì cả chúng em đang bán với giá là 1.950.000. 1.950.000, có tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác luôn. Đó, con này thì vặn được một ốc lam thôi, theo máy là một ốc lam các bác nhá. Lam mặt cắt của nó là cũng được 30 phân. Mặt cắt được 30 phân, xích là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhá. Đa số những dòng máy cưa Nhật bãi như thế này
Và cái dòng mà tay dài hoặc tay cụt thì đa số là xài xích mini hết các bác nhá. Nhưng mà những sợi xích như thế này thì trên thị trường đang bán rất là nhiều, nên là các bác không cần phải lăn tăn cũng như là bảo là đến nữa xích này nó có hết xích thì những cái dòng này thì không có xích bán nhá. Xích bán rất là nhiều các bác nhá, nên là các bác không cần phải lo. Con này thì tích hợp cho các bác là chụp giật trợ lực lò xo luôn, giật cực kỳ nhẹ nhàng, e là e gió tự động các bác nhá. Đây ạ, e gió tự động, bóp cái là tự đẩy về. Đấy, bóp cái là tự đẩy về. Một máy cửa rất là nhỏ gọn. Công suất của con này là 33cc các bác nhá. 33cc ạ. Dạ vâng ạ, qua tiếp con C5 là một con hiệu Tananka. Tananka công suất 33cc. Đó, giá con này thì cả chúng em đang bán với giá là 2 triệu đồng. Xích là xài xích 91 các bác nhá. Xích 91 lam mặt cắt là được. Ạ, 35 phân mặt cắt được tăng chỉnh xích trực tiếp trên cây lam. Đó, tích hợp một ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 và tăng chỉnh xích thì vặn trực tiếp ở trên cây lam này các bác nhá. Cực kỳ tiện lợi luôn. Con này thì quá là đẹp luôn rồi. Các bác nhìn qua bô của nó đây ạ. Chưa hề có vết han gì luôn các bác nhá. Máy quá là vĩ và chất lượng luôn, hệ cưa tay cái dài nhỏ gọn. Con này thì cả chúng em đánh dấu ký tự là C5, giá 2 triệu đồng các bác nhá. 2 triệu đồng các bác ạ. Dạ vâng, qua tiếp là con C6, lại là một con máy cưa Echokeorit 3100. Con này là đời 3100 các bác nhé, 3100 ạ. Nòng con này là cũng 30,1cc. Đó, máy móc thì giống hệt là con C3 thôi, giống hệt nhau các bác nhé. Linh kiện có thể ráp qua nhau được luôn. Mặt cắt con này là được 30 phân, xích là xài xích mini nhỏ gọn. Đó, có tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác luôn. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá. Giá con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1.900.000. 1.900.000 ạ. Đó, một máy cưa Echokeorit nhỏ gọn về cho các bác về sử dụng gia đình. Dạ vâng, tiếp đến là một con C7. C7 một con máy cưa Maruyama MC30. Con này là công suất 30cc các bác nhá. 30cc. Đó, máy móc cực kỳ đẹp. Ốc lam to 13 luôn ạ. Ốc lam to bản 13 luôn các bác nhá. Xích là xài xích chung 91. Lam con này mặt cắt là được 35 phân các bác nhá. Mặt cắt con này là được 35 phân ạ. Có tích hợp núm bơm xăng cho các bác luôn. Hệ cưa tay dài nhỏ gọn về cho các bác về sử dụng gia đình. 1.900.000 cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện.
ký hiệu là C7 các bác nhá. C7 ạ, 1.900.000. Dạ vâng, qua con C8 đây. C8 thì hôm nay thì cả chúng em có một cây cưa giá rẻ cực kỳ hữu nghị luôn, về cho góp về sử dụng gia đình, cắt tỉa vườn nhà chơi chơi đó, mà các bác không cần kinh phí thấp ạ, thấp mà về cần tìm cho mình một chiếc máy cưa giá rẻ về lâu lâu mới cắt thôi, rất ít khi cắt, thì các bác lựa chọn con này giúp cả chúng em các bác nhá. Mang thương hiệu Echokiorit thì cực kỳ bền bỉ luôn rồi, giá con này chỉ 1.600.000. 1.600.000, làm con này mặt cắt là được 30 phân, xích là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhá, công suất 30cc, hai ốc làm luôn các bác nhá, hai ốc làm cực kỳ chắc chắn, bằng trực tiếp bằng khóa 10, giá chỉ 1.600.000 cả chúng em, miễn phí ship và tặng em phụ kiện, được ký hiệu là C8 các bác nhá. Rồi, cây cuối cùng trong lô cưa ngày hôm nay là một con C9, một con máy cưa tay cụt, về cho các bác nào mà thiên về hay leo trèo cũng như là cắt tỉa trên cao các bác nhá. Đó, một con máy cưa tay cụt cầm một tay thoải mái luôn. Hết cưa Tananka công suất 33cc, có tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác. Đó, rất là nhỏ gọn, này nặng hơn 3kg là cùng rồi các bác nhá. Cầm cực kỳ đầm tay cũng là về tiện lợi luôn, rất là nhỏ gọn luôn các bác nhá. Làm con này là mặt cắt là 35 phân, xích là xài xích 91 các bác nhá. Được tăng chỉnh xích trực tiếp trên cây lam này luôn ạ. Đó, máy thì cực kỳ đẹp luôn. Nòng bô thì cực kỳ sáng luôn các bác nhá. Hệ cưa Tananka được ký hiệu là C9, giá 1.800.000. Các bác nào mà hay leo trèo thì các bác nên lựa chọn con này các bác nhá. Bởi vì rất là nhỏ gọn, về cho các bác cầm tỉa. Đó, cành rất là nhỏ, cầm một tay rất là thoải mái luôn các bác nhá. C800.000 cho con C9, một máy cưa tay cụt nhỏ gọn, máy móc thì tình trạng cực kỳ đẹp. Đó. Dạ vâng, đấy là đã hết test nổ hết một lô máy cưa vừa nãy rồi, thì các bác nào mà ưng ý con nào thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng các bác nhé. Qua đường dây là số điện thoại 0354392929. Số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi.
Vâng, và bây giờ cửa hàng chúng em qua con hai con máy cắt cỏ được ký hiệu là C10 và C11. Con này là hiệu Echokiorit 26cc, nòng 34 ly các bác nhá. Tích hợp chủ giật trợ lực cho các bác luôn, giật rất là nhẹ nhàng. Rất là đồ sộ đúng không ạ? Echokiorit này, máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản, 1.950.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Bao cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z các bác nhá. Từ tay ga, dây ga đến đầu bò đây ạ. À, hai con máy đầu bò nguyên zin nhá các bác nhá. Đấy, tay ga, dây ga nguyên zin hết của nó từ A tới Z. Máy nguyên zin, con này là đời cao hơn, tích hợp cũng là chụp giật trợ lực các bác nhá. Con này là có chụp giật trợ lực luôn. Và con này chụp giật trợ lực đời cao. Nó thiết kế nhỏ gọn lại. Nên cửa hàng chúng em để giá là 2 triệu đồng, cửa hàng chúng em vẫn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Bình xăng con thì nguyên zin hết từ A tới Z rồi. Nòng bạc bao zin, chưa hề bung chạm gì các bác nhá. Máy tình trạng nguyên zin, con này là đời thấp hơn. Đây là chụp giật nó hơi đồ sộ một tí xíu. Đó, các bác nào mà thích nhỏ gọn thì lựa chọn con này. Còn các bác nào mà thích hầm hố thì các bác lựa chọn con này các bác nhá. Giá 1.950.000 và giá 2 triệu. Rồi, cửa hàng chúng em giật tét nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Còn 2 triệu các bác nhá. Dây giật cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó, giật cực kỳ nhẹ nhàng, nó có trợ lực nên là giật kéo rất là nhẹ luôn các bác nhá. Đã, con bên này cũng thế ạ. Cót của nó hơi bị khô một tí xíu thì cả chúng em tí nữa sẽ tra mỡ lại sau nhá, đảm bảo cho con về giật rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, giá 1.950.000 và giá 2 triệu cho con hai máy cắt cỏ này, mang thương hiệu Echokiorit, nòng 34 ly, công suất của nó là 26cc và được tặng kèm cho các bác là một típ ở buji này, một chiếc buji này, một dây đeo, một con dao và một ổ vắt cước các bác nhá. Rất là nhiều phụ kiện cho máy cắt cỏ luôn. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản, cam kết cho các bác từ A tới Z. Hàng chưa bung chạm gì luôn các bác nhá. Đây, mặt tiền của hai con Echo 265 26cc. Đó, và lô cưa là tổng cộng 9 con. Các bác nào mà ưng ý con nào rồi, cảm thấy mà muốn đặt hàng con nào thì hãy liên hệ ngay cho cả chúng em qua đường dây là số điện thoại 0354392929 các bác nhá. Hoặc các bác nào sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho em, để khi các bác nào mà muốn đặt hàng của bên em ấy ạ, khi mà hàng tới các bác chưa biết cách sử dụng đó thì các bác gọi video qua Zalo cho cửa hàng chúng em, thì cửa hàng chúng em sẽ hướng dẫn test nổ, hướng dẫn giật nổ cũng như là hướng dẫn cách sử dụng cây máy để có thể đảm bảo nhất các bác nhá. Đó, nên là các bác hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em, nó không mất mát gì cả, để khi mà đặt hàng thì các bác được hỗ trợ nhiệt tình hơn. Nó đôi khi mà nói chuyện qua điện thoại thì nó không được xem trực tiếp, đôi khi là rất là khó, chỉ hướng dẫn các bác cũng rất là khó. Thì sử dụng Zalo thì hãy nó thuận tiện nhất. Và cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc luôn các bác nha. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.